hello út xin chào quý vị khán giả anh chị em cô chú bác trên kênh nhà yêu thương ngày hôm nay Sinh à, cái cảnh này, cái phong cảnh người ta trang trí à, lễ Noel đó quý vị. Có những à, cây thông à, à, phủ đầy tuyết nè. Rồi à, có những nhân vật, rồi à, hình nộm, đồ gì. Rất rất là nhiều trong cái uh, khu vực trang uh, trí này là luôn uh, thưa quý vị khán giả ạ. À. Rồi có hai người uh, đứng cạnh hai bên đây nữa quý vị, giống như là rất là một cái phong cảnh đó quý vị đó rồi cái những cái đè ánh đèn à, lấp lánh nữa cả nhà ôi đẹp quá chừng luôn cả nhà ơi hôm nay út quay cho cả nhà coi nha cả nhà có cảnh này cảnh kia để quay gửi đến cho quý ông bà cô chú bác coi nha bên cạnh đó thì việc làm thiện nguyện ông bà cô chú bác anh chị em nào có gửi quà thì út dẫn đi cùng với cô chú bác anh chị em còn bên cạnh đó à, con út thấy được những cái cảnh này cảnh kia con út quay gửi đến cho quý vị toàn thể anh chị em coi ôi đẹp quá quý vị ơi những cái hình nộm công chúa vua cha rồi người hầu rồi quân lính đâu gì nào quý vị những cái hình uh, bưa cúp bê búp bế đâu chị nè ông bà đó những cái hình này mắc tiền lắm quý vị ơi con út coi giá trong đây mấy triệu mấy triệu con nhân vật, nhân vật gì đó quý vị mắc quá chừng mắt luôn rồi nhưng mà có giá trị rất là cao nha quý vị đó có cây cây tuyết nữa nè ông bà người ta để hàng dễ vỡ đừng có đụng vào quý vị ơi đụng vào cái gớt xuống một cái bon mấy chịu bạc đền luôn á quý vị ơi nên con út đến đây coi con út không dám bóc vô quý vị nhiều lúc muốn lấy cái tay chạm vào quý vị mà không dám bóc vô quý vị ơi sợ gớt xuống một cái bon là mấy triệu bạc không có tiền đền cho người ta quý vị ông bà cô chú bác đó người ta trưng bày người ta bán nói chung là người ta bán á quý vị bán cho ai đến đây thấy đẹp rồi uh, mua đó quý vị, ô cái này sao mà giá trị cao quá quý vị ơi, giống như là hạng thương gia, người có tiền đồ diễn người ta mua không bà Chứ khổ khổ đi vô đây rồi đâu có mua được đâu, còn mấy triệu bạc không à Cái nào cũng dĩ chân á, trang trí á quý vị, đắt dữ lắm luôn á Dù người ta có để giảm giá, mấy cái giặt giặt bên đây ba giảm 30% cũng giá trị cao lắm quý vị Người ta cũng để uh, giảm giá đó quý vị những cái này là trang trí nè ông bà đem về để trang trí trong nhà rồi trang trí trong cây thông rồi gì đó quý vị đó vui lòng không chạm tay vào đó người ta để cái bảng luôn quý vị ơi người ta nói đừng có chạm tay vào giống như là mình quyết định mua mình chọn cái đó mình mua mình hãy lấy nha quý vị mình hãy bưng lên rồi mới tính tiền nha quý vị chứ mình mình chạm vô sợ bể quý vị đó quá chừng luôn á đẹp đẹp không ông bà ơi những cái hình nhân vật gì đó đẹp lắm quý vị bởi vì vậy mà con út quay gỡ đó cho đến đến cho quý vị coi nha. Hy vọng rằng quý vị cũng yêu mến trên kênh nhà của con út để quý vị xem những cái quang cảnh gần Tết mùa xuân Tết đến lại về rồi. Ôi đẹp quá ông bà ơi. Có cảnh đẹp cảnh này cảnh kia con út sẽ quay gỡ đến cho quý vị coi vui trên kênh nhà của út nha cả nhà. Đó. Thôi người ta đi người ta cũng coi không quý vị người ta cũng đứng người ta coi cái người ta quay phim rồi có khi người ta chụp phần nữa ta để lại làm hình lưu niệm làm kỷ niệm đó quý vị đó ở trên đây nó đèn chớp này cũng đẹp lắm nè cái cây này cũng đẹp lắm nè quý vị trái châu nữa quý vị ơi nó một cái phong cảnh đậm đà yêu thương gỡ đến cho ví ông bà của chú bác với vị khán giả người ta trưng bày đối với vị quý vị thấy có đẹp không nào nếu như quý vị có yêu mến kênh nhà của con út video quý vị thấy à, à, vui vẻ đồ gì nha, quý vị bấm vào đăng ký và đừng bỏ qua những video tiếp theo để con út có thể à đăng lên và gửi cho quý vị coi những cái phong cảnh yêu thương đối với quý vị khán giả rồi gì anh chị em mình ở trong nước thì chúng ta có thể đi đến chỗ này chỗ kia và xem đã thấy còn đối với ông bà cô chú bác xa quê hương lúc nào cũng nhìn về quê hương bằng một cái tình cảm yêu thương thì chỉ qua một cái dạng dạng một cái màn ảnh nhỏ mà thôi cũng gửi đến cho với ông bà cô chú bác ở nơi xa phương trời xa nửa vòng tròn trái đất nhưng vẫn gửi tình cảm yêu thương vào trong từng đoạn video ngắn xem qua phong cảnh quê nhà chứa đựng tình yêu thương. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.